Xin chào các anh chị em và các bạn nhé. Video hôm nay em sẽ chia sẻ với các anh chị về cái thuốc trừ bệnh Convin 10EC. Thành phần của nó là hexaconazole 100g trên lít này, dùng để trị bệnh rỉ sắt. Một chai này là 250ml, nó sẽ hòa được khoảng 200 lít nước là được một phi ấy. Hoặc là nếu mà các anh chị dùng cho xịt bằng bình ấy, thì một chai này nó chia được khoảng 10 bình. Mỗi bình các anh chị sẽ cho 25ml thì một chai này nó được 10 bình. Để trị cái bệnh rỉ sắt. Rỉ sắt thường thấy nhất là ở trên cây cà phê đấy. Thì cái bệnh này là nó hay bị ở mấy cái lá mà sắp già đấy. Lá sắp già, lá non thì nó không thấy có, nhưng mà nó bị thường bị ở mấy cái lá sắp già, và ở dưới mặt lá là nó sẽ có những cái đốm đốm chấm chấm màu nâu nâu, vàng vàng nâu. Rồi lâu ngày thì nó sẽ xảy ra thêm cái trường hợp này là có thêm mấy cái bột màu vàng hoặc màu cam ấy. Vàng vàng cam cam đấy. Nó nằm ở dưới mặt lá thôi. Đấy, thì các anh chị dùng cái thuốc này để xịt. Xịt thì hòa một chai này ra 200 lít nước, hoặc là cho 25ml vào một bình 16 đến 20 lít nước, xịt ướt đều trên mặt lá. Xịt ướt đều trên mặt lá xong sau đó là xịt lại lật ngửa béc lên, xịt từ dưới xịt lên để cho cái thuốc nó bay vào dưới mặt lá và nó tiếp xúc với mấy cái vết bệnh ở dưới mặt lá đấy để nó làm việc. Đấy, nếu mà trường hợp mà vườn các anh chị nào mà nó bị nặng ấy, thì các anh chị có thể là xịt từ khoảng 2 đến 3 lần. Mỗi lần cách nhau khoảng tuần đến 10 ngày để cho thuốc nó làm việc được hiệu quả hơn. Đấy. Thì ngoài cái thuốc này, ngoài nó trị được cái bệnh rỉ sắt thì nó còn làm việc được với thêm một số loại bệnh khác như là thán thư này, nấm hồng này, phấn trắng này, hoặc là bệnh vàng lá. Bệnh vàng lá. Và cảm ơn các anh chị đã xem video nhé. Hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Nếu anh chị nào mới xem mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký giúp em một đăng ký ạ. Và cho em một like. Và chia sẻ cho nhiều người cùng xem nếu như thấy video hay. Còn anh chị nào mà có quan tâm đến sản phẩm có thể là lên shopnongduoc.com đây. Hoặc là liên hệ với em qua cái số điện thoại này. Em xin cảm ơn ạ.